lời tác bạch. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa giảng sư, chúng con cung kính được nghe Phật pháp sương minh do tăng già hoằng hóa. Chúng con khắc ngưỡng giáo pháp của Như Lai đã lâu. Chúng con mong được nghe pháp âm từ Linh Sơn Hội Thượng cách đây hơn 2.500 năm mà Đức Thích Ca đã truyền dạy, tổ tổ tương truyền. Và ngày hôm nay chúng con được diện kiến hình bóng của chư Tôn Thiền Đức. Quý Ngài là sứ giả của Như Lai, đem giáo pháp để truyền bá khắp chúng sinh. Giờ này đây, Thượng Tọa Giảng Sư đã hiện diện nơi đây, đã nhận lời thỉnh cầu của chúng con để dạy cho chúng con một thời pháp kinh Vô Lượng Thọ, để chúng con noi công hạnh đó để làm hành trang trên lộ trình tu nhân học Phật. Ngưỡng mong Thượng Tọa Giảng Sư thùy từ hứa khả cho chúng con được ân chiêm phước lạc. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô A Di Đà Phật. Trên Thượng Tọa Giảng Sư đã hoan hỷ chứng minh niệm Phật hứa khả cho rồi, để tỏ lòng cung kính pháp và niệm ơn thầy, xin cho chúng con được đảnh lễ tam bái. Phật, chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa Giảng Sư an tọa. Kính mời toàn thể đạo tràng đồng an tọa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng, thầy về nơi mảnh đất thiên, cho hoa cho lá càng thêm sắc màu. Thầy về hạnh phúc làm sao, chúng con thắm lại biết bao ân tình. Hiện diện trên pháp tòa của chúng ta ngày hôm nay là Thượng Tọa Đạo Hiệp Thích Thiện Xuân, Phó Ban Từ Thiện Xã Hội, Phó Thư Ký kiêm Chánh Văn Phòng Ban Hướng Dẫn Phật Tử, Ủy viên Ban Phật giáo Quốc tế Trung ương, Phó Ban Phật giáo Quốc tế thành phố Hồ Chí Minh, Phó Đoàn Giảng sư Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng Ban Hướng dẫn Phật tử tỉnh Điện Biên, trụ trì tu viện Linh Thứ, trụ trì chùa Long Thanh. Hôm nay đạo tràng khóa tu ngày an lạc chùa Phước Viên thật đầy đủ duyên lành, được Thượng Tọa về đây để chia sẻ
một thời pháp thoại để quý Phật tử lấy đó làm hành trang trên bước đường tu học. Vậy đại đạo tràng hãy cúng dường một tràng vỗ tay để cùng đón sự hiện diện của thượng tọa. Nam mô A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Vào giờ phút này chúng con xin cung thỉnh thượng tọa chia sẻ pháp thoại. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật Tác Đại Chứng Minh. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Ngưỡng hướng về Hòa Thượng Pháp Chủ Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, hướng về Hòa Thượng Chủ Tịch Chư Tôn Tịnh Đức, Hội đồng Chứng Minh, Hội đồng Trị Sự Trung ương Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam. Kính hướng về Hòa Thượng Trưởng Ban Trị Sự Giáo Hội Phật Giáo Thành phố Hồ Chí Minh Chư Tôn Tịnh Đức Ban Trị Sự Thành Hội. Hướng về Ni Trưởng Phó Ban Ni Giới Trung ương Viện Chủ Chùa Phước Viên cùng Chư Tôn Đức Ni trong Ban Tổ chức. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Gia Hộ cho quý Ngài Pháp Thể Khinh An Tuệ Đăng Thường Chiếu Cụ Trụ Ta Bà lèo lái con thuyền chánh pháp đưa chúng con và chúng sinh từ bờ mê sang bến giác. Cầu nguyện Hồng Ân Tam Bảo Gia Hộ toàn thể đạo tràng thân an tâm lạc, tinh tấn tu tập, hiện tại được hạnh phúc an vui khi mãn báo thân được sanh về cõi Phật. Nam mô Thường Tinh Tấn Bồ Tát Ma Ha Tát. Để bắt đầu cho buổi giảng thì thấy có một câu hỏi hay có liên quan đến kinh Vô Lượng Thọ, thầy trả lời trước, sau đó bắt đầu cho buổi giảng. Mô Phật bạch thầy, con là Phật tử Đàm Minh, pháp danh là Diệu Huệ, ở đạo tràng niệm Phật chùa Phước Viên, có mấy điều khác biệt trong kinh mà con chưa có rõ, kính mong quý thầy giải thích chữ A Di Đà. Con được nghe các quý thầy, quý cô dạy ý nghĩa của ba chữ ấy là vô lượng thọ, vô lượng quang và vô lượng công đức. Nhưng trong kinh A Di Đà dịch nghĩa của nhà xuất bản Tôn Giáo thì lại khác. Chữ A là ba đời mười phương Phật. Chữ Di là hết thảy các đại Bồ Tát. Chữ Đà là tám vạn các thánh giáo. Trong ba chữ này đều đầy đủ. Vậy con muốn được biết sự khác nhau này thì có ý nghĩa khác biệt nhau hay không? Sở dĩ con hỏi điều này vì hằng ngày con tụng kinh A Di Đà dịch nghĩa, con sợ mình hành trì sai pháp sẽ không được kết quả như mình mong muốn. Con muốn được quý thầy chỉ dạy cho con hiểu để con hành trì pháp yên tâm hơn. Con vô cùng biết ơn quý thầy. A Di Đà Phật. Xin cho một tràng pháo tay người hỏi hay quá. Cái này ta gọi là lường trước đón sau. Thầy chia sẻ mà cần phải có bản có phấn là lý do chúng ta đừng có bị nhầm lẫn cái ngôn ngữ và cách trình bày. Ta lấy một ví dụ, cái chữ cái dấu nó bỏ không đúng chỗ, nó dẫn đến một cái kết quả vẫn sai. Có một ông cha lại cho những người con gái tài sản của ổng, nhưng cái chàng rể rất là giỏi chữ, chàng rể đem dấu phẩy phía trước bỏ ra phía sau. Chàng rể lấy hết tài sản của ông già. Cho nên chúng ta phải nhận ra cho rõ về cấu trúc ngữ pháp để chúng ta hiểu được ý nghĩa sâu xa. Bây giờ chữ A, Di Đà, mà cách giải thích đó, có hai cái thuyết giải thích khác nhau. Một thuyết thì giải thích chữ A, Di Đà là dính chung với nhau bằng ba ý. Ý thứ nhất là vô
Ý thứ hai là vô lượng quang. Và cái thứ ba là vô lượng công đức. Vậy thì cái này nó khác với cái cách giải thích của nhà xuất bản tôn giáo ở chỗ nào? Ở chỗ là người ta giải thích chữ A. Chữ A người ta cho là mười phương, mười phương thế giới. Chữ Di thì là giải thích là, quên rồi, Covid quá. Hồi nãy ngồi đây nó nhớ, qua hôm nay nó quên lấy bổn. Ta nói học tài thi mạng, nhờ hai đứa bạn hai bên. Đây là mười phương Phật. Nói mười phương thiếu chữ Phật không được. Đây là chữ Di, là hết thảy các đại Bồ Tát. Là hết thảy các đại Bồ Tát. Thì thôi để đại Bồ Tát là biết hết rồi đó. Tại đại Bồ Tát cái từ này nó chung mà, chứ phải nói Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Phổ Hiền gì đâu. Còn chữ Đà ở đây nói rằng là tám dạng các thánh giáo. Tám dạng các thánh giáo. Đúng ra chúng ta nói tám vạn thì phải nói 84.000 mới đúng. Thánh giáo. Nghĩa là cái này nó trở thành là pháp rồi. Bồ Tát á, cái này là cõi nè, thì cái này phù hợp. Chữ A là cõi, là cảnh, phù hợp. Ra mặt được không? Ra bạn. À, là cõi, là cảnh. Còn chữ Di Đà đó là tự tánh. Mà ở đây dịch là Đại Bồ Tát và tám dạng pháp môn. Thì chúng ta hiểu là Đức Phật dạy 49 năm ta không nói lời nào. Ai nói ta nói lời nào, người đó là người đại vọng ngữ. Như vậy 49 năm thuyết pháp mà Thế Tôn không có nói. Thế Tôn không có nói lời nào hết. Vậy thì bây giờ chúng ta giải thích làm sao cũng đâu có sai đâu. Ai muốn giải thích làm sao đó, giải vấn đề quan trọng là có hiểu không? Ta hiểu mới là vấn đề, chứ còn vấn đề không phải là giải thích thế nào. Ai giải thích thế nào cũng được hết á. Vấn đề quan trọng là ta có hiểu ý của Phật không? Ta có hiểu. Vậy thì khi nào ta hiểu được ý của Phật và khi nào ta không hiểu được ý của Phật? Cái đó mới là cái quan trọng, chứ không phải cái quan trọng là giải thích thế nào. Cầm hai cái được không? Bây giờ cái cách giải thích là chữ A Di Đà là vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Không lẽ mình nói A là vô lượng thọ, Di là vô lượng quang, còn Đà là vô lượng công đức. Được không? Cái chữ Di Đà này đó, chữ Di Đà là tự tánh, có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật. Đây là Phật tánh. Mà Phật tánh là thế nào? Phật tánh là tự tánh vốn có. Bây giờ thầy hỏi tất cả quý Phật tử, ai là người nữ thì có khả năng làm mẹ, đúng hay sai? Đúng, cái đó là Phật tánh. Cái đó là cái khả năng. Tất cả các người nam đều có khả năng làm cha. Đồng ý không? Cái đó là anh có khả năng thôi, chứ còn anh sanh được hay không tôi không có biết à. Hai ông này có làm cha được không là tôi không biết à. Chứ còn chuyển qua làm thầy luôn á. Không làm cha, nghĩa là từ con chuyển lên ông nội luôn. Vậy thì suy nghĩ như thế nào để chúng ta hiểu được vấn đề? Tất cả chúng sinh đều có Phật tánh, chứ không phải tất cả chúng sanh. Đây, có nghĩa là Đức Phật thọ ký hết luôn cho tất cả chúng sinh. Vậy là chúng sinh nào cũng đều có Phật tánh. Vậy thì Phật đã thành, còn chúng ta sẽ thành. Đồng ý không đạo tràng?
Đồng ý. Vậy là tất cả chúng sinh thì Đức Phật đâu có nói riêng ai. Đức Phật không có chỉ từng người mà nói. Đức Phật nói tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Và ta đã thành đó, ta đã thành là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đã thành rồi. Vậy thì ông sẽ thành. Còn ông đó ông nào không biết. Hay là ngươi sẽ thành. Thôi để chữ ngươi đi cho nó dễ. Tại vì thầy không muốn viết nhiều. Viết nhiều đó, ngươi sẽ thành, ta đã thành, ngươi sẽ thành. Còn cái ngươi đó là gì? Thì vậy thì hỏi là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Mà bây giờ mình nói là thầy Thiện Xuân là phó thư ký chánh văn phòng ban hướng dẫn nam nữ Phật tử, thì nó rồi còn cái giới thứ ba bỏ đi đâu? Bỏ cái chữ nam nữ thì nó đủ, mà thêm chữ nam nữ cho nó sai. Vậy thì ban hướng dẫn Phật tử là được rồi. Người nào cũng được, miễn là Phật tử. Mắc gì bỏ chữ nam nữ gì đó. Vậy là cái khối chính giữa nó không phải nam, không phải nữ, là nó không phải Phật tử sao? Phải chứ, bỏ nó ra đi đâu? Vậy thì chúng ta hiểu được. Có những cái từ chúng ta tưởng bỏ vô là nó đủ. Ai về chúng ta bỏ vô nó sai. Nó phá đi. Như vậy thì ở đây mà chúng ta đem, chúng ta giải thích từng chữ như thế này nè, không ổn. Nó dẫn đến mình tưởng là mình làm vậy để cho người ta dễ hiểu. Ai về mình làm vậy người ta rắc rối thêm. Cái đứa mà nó không hiểu rồi có giải thích làm sao nó cũng không hiểu. Đừng có nó mà đem mà mổ mà xẻ ra làm chi. Còn cái người hiểu rồi nói sơ là nó hiểu. Cho nên Đức Phật mới dạy có ba cái hạng người. Đó là trong Kinh Pháp Hoa đó. Ba cái hạng người mà Đức Thế Tôn thuyết pháp, tôn độ cho. Thế thì có ba cái hạng người đó. Một là cái bậc đại căn, một là bậc thượng căn nè, hai là bậc trung căn nè, ba là bậc hạ căn nè. Thì có biết có ba chữ đó thầy biểu viết nữa không có biết được đâu đó nha. Vậy thì thượng trung hạ. Vậy thì cái bậc thượng căn này nè, Đức Phật chỉ cần thuyết pháp thôi, cho nên gọi là thuyết pháp châu. Đó. Trong ba châu á, thuyết pháp châu, chỉ cần nghe thôi là ngộ được Phật tánh. Châu á là Phật tánh. Thuyết pháp châu. Những cái người này nè là họ từ nghe thuyết pháp thôi, họ nghe Đức Phật mở miệng nói là họ ngộ được Phật tánh, gọi là thuyết pháp châu. Cái hạng trung á thì Đức Phật phải thí dụ châu. Thí dụ có nghĩa là những hạng này nè phải đem thí dụ. Lấy ví dụ như là bây giờ cái hoa đại diện cho vô thường. Nó vô thường sao không hiểu. Hoa đại diện cho vô thường, sáng nở tối tàn. Cái bắt đầu nó nói hoa giả sao tàn, tôi bó tay với nó luôn. Thì mày muốn hoa giả hoa thiệt thì kệ mày, miễn tao nói hoa là thí dụ thôi. Cái nó đem cái khác nó chọt vô. Chứ phải như nó không hiểu mình nói là nó ráng cố gắng nó suy tư giùm chút đi. Nó không chịu suy tư luôn. Nó nói hoa đó bằng vàng sao tàn. Bỏ tài gì nó. Có những người nó nghĩa là thí dụ châu là tôi đến thí dụ. Bây giờ chúng ta sanh già bệnh chết, tất cả chúng ta đều chết. Có đúng gì không? Lấy thí dụ vậy đó. Vô thường là gì? Vô thường là ai cũng phải chết. Tất cả chúng ta rồi cũng phải chết. Cái nó đang sống nhăn răng vậy sao biết. Thôi khỏi nói đi. Tôi đi đường tôi, anh đi đường anh, tình nghĩa đôi ta chỉ thế thôi. Mày nhiều chuyện quá, tao sao dạy mày nói. Tôi chỉ lấy thí dụ. Mày nương thí dụ đó mà mày hiểu. Còn mày ngang tàn cứng đầu thì thôi. Đức Phật hạ xuống cái nữa. Nhân duyên thuyết châu. Nhân duyên có nghĩa là cái người này họ đến chùa chỉ có nhân duyên thôi à. Cả đời của họ không bao giờ có một chút xíu nào chất Phật ở trong đó. Toàn là nói ngược lại thôi. Vô chùa nó phá chùa cho nó mà đi tu. Cho nên có những con người nó vô chùa nó làm cho mình máu lên tới não á. Người nào mà tu không khéo á là tai biến chết ào ào luôn á. Chịu không nổi. Vậy thì hỏi là ở đâu có ánh sáng thì ở đó có bóng tối. Ở đâu có Phật thì ở đó có ma.
Cho nên mình đừng có quan tâm tới việc là nó sâu quá dẫn đến mình rút ra cái chân ra không nổi. Thì bây giờ mình hiểu. Vậy Đức Phật họ hiểu không? Cho nên là 33 đời tổ á, thì Đức Phật không có phải là truyền có cái truyền, mà pháp pháp bổn vô pháp, pháp pháp hà tạng pháp. Hiểu không? Không hiểu thôi. Không hiểu là phải không? Pháp thì không có pháp hữu pháp vô, không có pháp nhân pháp quả. Vậy hỏi hiểu không? Thì tôi không hiểu về đi ông nội. Không hiểu sao làm tổ? Tổ là hiểu ý của Phật thì ta làm tổ. Còn giờ Phật tử hiểu ý của thầy không? Chưa nói gì. Thấy không? Hiểu gì cũng sai luôn nữa. Nói thầy nói đi. Khi thầy hỏi vậy thì nói là thầy nói đi, lát nữa con hiểu trả bài cho. Chứ còn giờ hỏi quý thầy không? Nó hiểu, nãy giờ chưa nói gì lấy. Tối ngày cứ bị thầy làm sao lát dám trả lời. Không như cứ liều mạng đi. Thầy có một chủ trương nói sai nhớ dai. Người nào không biết mà cũng không nói gì hết, ai có biết là mình sai đâu. Ừ, cứ im ru, ta đâu có biết. Bây giờ cái đoạn này là thầy đã nói rồi, bây giờ tới cái ý của thầy nè, thầy giải thích. Bởi vì ngày nào thầy cũng giải thích chữ Nam Mô A Di Đà Phật, mà cứ ai không hiểu cứ gọi điện thoại cho thầy 0909 940 000 biết. Gọi vô là có liền. Như vậy thì được cái ý của Phật rồi thì tự nhiên mình cảm nhận được là Phật không có giấu giếm gì với ai hết trơn. Là con là Phật tử hay con không phải là Phật tử, con là đệ tử Phật hay con là đạo bạn, cái gì cũng được hết. Quan trọng Đức Phật không nói là tại ông này xuất gia cho nên ta mới nói như vậy, còn người kia là tại gia ta mới nói như vậy. Không có của Như Lai, ai hiểu được thì người đó thành Phật thôi. Đồng ý không đại chúng? Hả? Ai hiểu được ý Phật người đó thành Phật, còn mình chưa hiểu được mà mình hiểu cái thằng ăn mình với nó giống nhau, gọi là tương ưng. Có những người là nó đi ăn ra làm giày là tương đi quýnh đài ra đâu có dám nói. Đi ngang nhạn làm giày là biết nó hiểu ý nhau là gì, rủ đi nhậu mà ta không lẽ đi nữa. Tại ơi đi nhậu đang chơi chợ nó quanh, cho nên đi làm giày là đi nhậu. Còn mình đi ngang mình làm giày rủ đi chùa. Nghĩa là ta hiểu ý nha, ta định rồi. Bây giờ chữ Nam Mô là chữ A, chữ Di Đà, chữ Phật. Đó, Nam Mô A Di Đà Phật thầy chia làm 4 chữ. Này có 4 chữ này là từ ghép. Cái chữ Nam là cái chữ Nam thì chữ Hán á, nó viết dài. Em dịch quên luôn à. Thiệt, quên rồi. Cô viết nó lủi vô ăn quên mất. Bây giờ cái chữ Nam á, mà đem tách ra đó, thì là cái chữ vô đó, hên là cái chữ vô còn nhớ. Bây giờ mình đọc là Nam Vô ha. Mình phải đọc là Nam Mô. Nhưng mà chữ Mô á, nó là mượn cái chữ Vô để làm âm, cho nên nó là Nam Vô. Cũng giống như là một số vị Phật tử về chùa nói là thầy ơi, nay con ăn trai. Chịu nổi nữa không? Có nghĩa là ăn chay là chính là ăn chay, nhưng mà không có được nói ăn chay. Có nghĩa à, cái chữ trai của mình á, là nó từ chữ trai này. Mà chữ trai là gì? Chữ trai nghĩa là thanh tịnh. Có nghĩa là ăn chay là ăn thanh trai. Ăn thanh trai đạm bạc có nghĩa là ăn thanh, ăn không có sinh mạng của chúng sinh. Cái đó nói, bữa nay con tới ngày ăn trai, tao đập mày bây giờ. Nó chơi chữ. Nó nói bữa nay con ăn trai.
Thế thì mình hiểu được cái ý nghĩa của vấn đề, chứ còn mà đi dính vào cái chữ hay là một cái gì đó mà nó nói méo mó vấn đề thì mình chịu không nổi đâu. Khó lắm. Thế gian này nó ghê lắm. Bây giờ chữ Nam Mô bằng với chữ giác ngộ là quy y. Giác ngộ quy y, cứ ai giác ngộ người đâu đi quy y Tam Bảo. À, mà cái người giác ngộ có nghĩa là cái người thấy được vô thường, thấy được khổ, thấy được không, thấy được ngã. Nghĩa là cái chữ giác ngộ nó mang cái từ vô thường, khổ, không, vô ngã. Ai thấy được vô thường, người đó giác ngộ. Thấy được sanh già bệnh chết, thấy được cuộc đời này giả tạm, người đó gọi là người giác ngộ. Giác ngộ cái gì? Giác ngộ vô thường. Giác ngộ cuộc đời là khổ, vậy là giác ngộ tứ diệu đế. Khổ, nguyên nhân của khổ, niết bàn, con đường đi đến niết bàn, nghĩa là người đó giác ngộ. Tại vì sao? Cái tứ đế nó chi phối trong ba cõi, cho nên người không giác ngộ sẽ không thấy được lý tứ đế. Mà người giác ngộ rồi thì giải lý tứ đế một cách thông suốt. Nó không có cái gì vướng bận hết á. Bởi vì người ta giác ngộ là ta biết tứ đế nó chi phối ba cõi. Nó là 488 món kiến hoặc, nó chi phối 81 món tư hoặc ở trong ba cõi chính địa. Như vậy rồi thì quy mà trở về lần đứng nữa, người nào giác ngộ là người đó quay trở về với chính mình để tìm hiểu Phật tánh của mình, vì Đức Phật ra đời chỉ cho chúng ta Phật tánh của mình. Đúng hay sai? Đúng. Có nghĩa là mình quy y là mình quay về với ông Phật của chính mình nè. Mình quy y bên ngoài là để mượn là quay trở về với chính mình, chứ không phải là mình trở thành quy y với Phật là mình trở thành một cái người đệ tử Phật rồi cái là đời đời kiếp kiếp mình chỉ là. Dạ không, Đức Phật không nói như vậy. Ai hiểu được ta, người đó thành Phật. Bây giờ quý vị hiểu được thầy, lên đây giảng luôn, thầy xuống. Chứ gì nữa, thầy giảng sao con giảng vậy thì mắc gì thầy giảng hoài. Vậy thầy mới truyền thừa được cho các thế hệ. Xin phép đại chúng, nó nực quá. Mà nó nực quá là nó giảng, nó hao calo lắm. Cho nên là cho phép giải y ra một cái còn cái. Có hai cái dự bị. Nóng kiểu này chắc trở thành hột gà xác luôn á. Nó gọi là hột vịt lộn á. À, khi mà quá trình mà ấp á, mà nếu như mà nó nóng quá nó sẽ bị xác, gọi là hột vịt lộn. Mà hở nó nguội quá nó bị thúi. Nên là bị nguội quá nó thúi. Bây giờ cái chữ Nam Mô là giác ngộ. Giác ngộ y là về mà ta trở về với Phật tánh của chúng ta. Thì cái người này là người tu nè. Cái người tu là người đi tìm Phật tánh của chính mình, đi tìm kho báu của mình, chứ không phải người tu là đi chỉ lỗi người khác. Đồng ý không đạo tràng? Đồng ý. Cho nên người ta sống, người ta tốt, chuyện của người ta, chuyện của mình. Tu có nhiều chuyện. Chuyện là gì? Giải thích luôn chuyện nhiều chuyện. Đó, thầy nói lát nữa ra tới biển luôn vô không được. Rồi. Chữ A là gì? Chữ A là cõi. Mà cõi gì? Cõi vô sanh. Tất cả các pháp đều không có sanh diệt, đó là bản thể của nó. Tự tánh của các pháp là không sanh diệt, cho nên chữ A là cõi vô sanh. Thì bây giờ mình đang ở cái cõi này. Cõi này cũng là chữ A, nhưng mà do mình sanh diệt chứ Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Phật đạo đâu có sanh diệt. Thì cõi vốn nó không sanh diệt, do chúng sinh sanh diệt cho nên thấy nó diệt. Đồng ý không nè? Đồng ý không? Giống như thầy nói là bây giờ thầy đang ở đây, giờ thầy nực hay là lạnh, mà quý vị ngồi dưới lạnh hay là nực thì thầy ở trên đây thầy mới nực, còn quý vị ngồi ngay cái quạt lấy đâu mà nực? Thầy ơi con không có nực. Thì đúng rồi, ngồi ngay cái quạt sao nực? Cho nên mình hiểu rõ
Cái đó là của mình thôi, chứ mình đừng có bắt người ta giống như mình. Có nghĩa là đồng sàng dị mộng. Hai người ngủ trên một cái giường, hai giấc mộng khác nhau, đâu có giống nhau đâu. Cho nên cái cõi này vốn dĩ là vô sanh, cái chùa này vốn dĩ là niết bàn, ở đây vốn dĩ là tuyệt vời. Nhưng tại sao mà có người ở đây là ở không nổi? Bởi vì niết bàn của bà chứ không phải niết bàn của tôi. Ở đây là cái chỗ hạnh phúc của bà, không phải là hạnh phúc của tôi. Cho nên bà ở lại mạnh giỏi, tôi đi. Chứ không thể nói là chỗ này là niết bàn hết của tất cả mọi người. Dạ không. Thành phố là cái chỗ mà tôi ưng ý, là bởi vì ở đây nó phồn hoa, nó đô hội, nó là trung tâm. Giống như là cái bài kệ là sanh phùng Trung Quốc, trưởng ngộ minh sư chánh tính xuất gia. Sanh phùng Trung Quốc là sanh vào cái trung tâm của quốc độ đó, gọi là sanh phùng Trung Quốc, chứ không phải là sanh qua Trung Quốc. Ngày xưa tôi học, tôi nói mai mốt mình sanh qua Trung Quốc. Trời, nó ngu mà lì. Bây giờ, cái chữ Di Đà là tự tánh của chúng ta, có nghĩa là tất cả chúng sinh đều có Phật tánh. Vậy là cái tự tánh của chúng sinh là tự tánh Di Đà. Tự tánh này nó cũng vô sanh. Có nghĩa là ta đi tìm về cái tự tánh vô sanh này, mà khi ta nhận ra cái tự tánh vô sanh này là ta rồi đó, thì cái cõi này là cõi Cực Lạc. Như vậy thì khi ta thấy được tự tánh của mình vô sanh, thì cái Cực Lạc là cõi vô sanh. Cho nên từ tâm sanh tướng, tướng do tâm sanh. Tâm và tướng này nó tương ưng với nhau ở chỗ tâm bất ổn thì tướng bất ổn, tâm bất ổn, cõi bất ổn. Cho vậy mà chúng ta tự coi là mình đau khổ chứ người khác đâu có đau khổ. Mình bế tắc chứ còn đâu phải thế gian này người ta bế tắc đâu. Cho nên cuộc đời này nó đâu có phải là biển khổ. Nhưng mà Đức Thế Tôn dạy chung đó là khổ. Vì sao vậy? Vì nó là cõi ta bà. Cái cõi ta bà là cái cõi khổ. Cho nên đó là cõi khổ. Cho một tràng vỗ tay hơn người cho cái quạt. Này nó bình yên lắm. Rồi. Cái chữ Phật là gì? Cái chữ Phật á là điểm của thầy, là cái chữ Phật là cái chữ mà từ chúng sinh nó qua tất cả các cấp rồi nó đến cái chỗ Phật. Nghĩa là từ 0% cho đến 100% giác ngộ thì gọi là Phật. Bắt đầu đi qua bao nhiêu cõi? Địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, A-tu-la, người, trời, thanh văn, duyên giác, Bồ Tát, Phật. Anh trải qua giai đoạn này từ 0% giác cho đến 100% giác thì anh thành Phật. Ai cũng như vậy, không riêng ai. Đồng ý không đại chúng? Phần trả lời, giải thích, phân tích đã xong, bắt đầu vô kinh chứ không nói hao. Thầy đọc kinh, thầy giảng xong rồi cái thầy qua thầy phân tích. Chứ còn bây giờ ngồi đọc không mà quý Phật tử không hiểu gì hết thì lỗ thầy. Lỗ. Phẩm thứ 13, trang 65. Kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác Kinh. Nhớ là phải thuộc nghe quý Phật tử. Phải thuộc cái tựa bài để chúng ta biết là chúng ta đang học cái gì. Cũng giống như khi chúng ta muốn viết một cái bài văn thì chúng ta phải nên coi cái chủ đề người ta đang hỏi cái gì. Vì thế giới này nó nhiều lắm, mà người ta hỏi cái vấn đề đó thì chỉ nói vấn đề đó thôi. Chứ không ta nói qua cái khác cái là nó sai cái chủ đề mà người ta đưa ra. Giả sử như nay là cái chủ đề Phật Đản, cái mình nói riết láng ra Phật nhập Niết Bàn. Có nghĩa là Phật Đản nói chưa xong mà ra Phật nhập Niết Bàn là bất ổn rồi. Chứ còn mình nói không có sai, có điều nó sai đề thôi. Mình nói Phật Pháp thì nó không có sai, mà nó sai đề thì không được. Đó. Ta hơn nhau cái chỗ là ta viết nó đúng đề. Đại chúng nhìn vào kinh. Thọ mạng đại chúng vô lượng. Này A Nan,
Đức Phật vô lượng thọ mạng, Đức Phật vô lượng thọ, mạng sống trường cửu không thể tính được. Có nghĩa là Đức Phật A Di Đà đó, là cái thọ mạng của Ngài là nó trường cửu không thể tính đếm được, chứ không phải là không có niết bàn. Cái câu này để muốn nói là dầu rằng cái cõi này là cõi vô sanh, chứ không phải là chúng ta hiểu là không có sanh. Cái đó lát nữa mổ xẻ ra để cho nó ra cái chỗ là đại thừa. Cái vô lượng thọ này mà là vô lượng thọ đại thừa, chứ không phải vô lượng thọ tiểu thừa. Hỏi tiểu thừa là nói sao nó ra như vậy, còn hỏi đại thừa thì chúng ta phải nhìn đa chiều. Lại có vô số chúng thanh văn thần trí thông đạt. Thần trí thông đạt có nghĩa là các vị này còn bị dính mắc không? Thần trí thông đạt có nghĩa là chư vị thanh văn này nè, là các vị tiểu thừa đó. Nhớ là thanh văn chứ không phải Bồ Tát nghe, mà thanh văn là tiểu thừa. Nhưng mà các vị tiểu thừa này mà thần trí thông đạt có nghĩa là thông hết rồi. Đạt được cái chỗ mà khi chuyển năm thức á, thành sở tác trí. Chuyển thức thứ sáu thành diệu quan sát trí, thức thứ bảy thành bình đẳng tánh trí. Thì các vị này đang là các vị thanh văn, nhưng mà thần trí thông đạt, năng lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay. Quý vị thấy ghê gớm không? Năng lực tự tại có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay, có nghĩa là về thế trí biện thông hay là thế gian trí cho đến xuất thế gian trí, thì chư vị này đã nắm được một cách trọn vẹn, cột và mở một cách tự tại. Cho nên nói các vị thanh văn này là tự năng lực tự tại, có thể nắm tất cả thế giới trong bàn tay, nắm hết. Chuyện gì ông hỏi, từ chuyện trên trời tới dưới đất ta nắm hết. Bây giờ tôi có thể tuyên bố với quý vị là tất cả thế giới tôi cũng đang nắm trong bàn tay. Nhưng đó, tôi thì có chữ nhân. Cái gì không biết tôi nói không biết, mà cái tôi không biết rất là nhiều. Nghĩa là tôi nắm hết á. Cái gì tôi biết tôi nói tôi biết, cái gì tôi không biết tôi nói tôi không biết. Vậy tôi đã nắm chưa? Nắm rồi, tôi nắm rồi nhưng mà tôi không biết. Giả sử như bây giờ ông chủ tịch thành phố nè, ông chủ tịch thành phố, ông lên, ông nắm cái thành phố này. Vậy thì trong thành phố này bao nhiêu quận huyện ông biết, bao nhiêu phường xã ông biết. Nhưng mà ông biết quận huyện phường xã thôi, chứ hỏi ông Thiện Xuân ông biết không? Không. Có, thì ông biết, chứ không phải ông biết. Ông biết cái ông đó ở trong huyện đó, nhưng mà ông không biết cái ông đó. Có nghĩa là chỗ nào không biết ông đó ông không biết, còn chỗ nào biết ông biết. Thì có nghĩa ông nắm, nhưng đâu phải cái gì ông cũng biết. Đồng ý không Đạo Tràng? Đồng ý ha. Chứ lại không có bắt bẻ tôi nghe, tôi khó bắt bẻ lắm á. Cái nào không biết tôi nói không biết à. Trong hàng đệ tử của ta, Đại Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất đó. Trong 10 đại đệ tử, Ngài Mục Kiền Liên thần thông đệ nhất. Ai muốn học cái bài kệ này thì lát hỏi thầy thì viết cho cái bài kệ. Thì tôi về học quyết định mai mốt nắm được 10 vị đại đệ tử, vị nào có cái năng lực gì siêu xuất biết luôn. Ít ra mình cũng phải có cái gì đó bỏ túi, để lâu lâu mình cũng nổ với thiên hạ cho nó vui vậy thôi. Trong một ngày đêm biết hết số lượng chúng sinh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới. Nhớ là đại thiên chứ không phải tiểu thiên nha. Tiểu thiên là 16.000 thế giới. Trung thiên là gồm có 20 lần tiểu thiên. Còn đại thiên là gồm có 20 lần trung thiên. Nha. Cái này là phải thuộc bài nha. Một tiểu thiên là 16.000 thế giới. À, còn hỏi con số 16 làm sao tôi cũng không biết luôn. Tại sao có con số 16 tôi cũng đang đuối. Nhưng mà nhớ là một tiểu thiên là có 16.000 thế giới. Một trung thiên nó gồm có 20 tiểu thiên. Một đại thiên nó gồm có 20 trung thiên. Thì cái này tôi học tôi thuộc bài vậy thôi. Chứ hỏi 16 thiên nó gồm có cái gì, tôi mà kể ra được tôi thành Phật ngay bây giờ luôn. Mà ở đây là Ngài Mục Kiền Liên. Thì Đức Thế Tôn nói là trong hàng đệ tử của ta, Ngài Đại Mục Kiền Liên có thần thông bậc nhất.
mà trong một ngày đêm biết hết số lượng, chỉ trong một ngày một đêm thôi nè, biết hết số lượng chúng sinh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới. Tất cả tinh cầu có nghĩa là khu biệt rồi đó, chỉ nói tinh cầu thôi, còn cái nào không phải tinh cầu thì không có chúng sinh ở trong đó. Nó có sẽ là có chúng sinh nhưng mà chúng sinh đó không có thân mạng. Ở đây mà tất cả các tinh cầu giống như là trong cái vũ trụ bao la này nè, nó có rất nhiều hệ mặt trời. Cho nên Đức Phật mới chỉ đi qua phương Tây, từ đây đi qua phương Tây cách 10 muôn ức na do tha thế giới, có một thế giới tên là Cực Lạc, ở đó có Đức Phật hiệu là A Di Đà. Thì có nghĩa là ở đây là có thế giới không? Có. Đã từ đây đi qua phương Tây cách 10 vạn ức na do tha thế giới là có. Có, nhưng mà đó là có cái tinh cầu đấy. Có cái tinh cầu cho nên tính được đó là hệ mặt trời. Giả sử chúng sinh trong 10 phương tất cả đều chứng quả duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vạn ức năm, mỗi mỗi duyên giác thì thọ vạn ức năm, có thần thông như một kiền liên, đem hết cái số trí lực, đem hết trí lực suốt đời cũng không tính đếm được ngàn vạn phần, có nghĩa là cái phần nhỏ trong ngàn vạn lần á cũng không bằng số, không bằng một số phần thanh văn trong hội, trong Phật hội kia. Có nghĩa là cái con số mà so sánh đó, nó khó nghĩ bàn lắm. Không phải là một ngày một kiền liên mà một ngày một đêm đếm hết cái số chúng sinh trong đếm hết số lượng chúng sinh của tất cả tinh cầu trong đại thiên thế giới. Mà bây giờ là không phải là chỉ có một mình ngày đại một kiền liên nghe, mà bây giờ tôi lấy ví dụ giả sử mà chúng sinh trong 10 phương tất cả đều chứng cái quả duyên giác, mỗi mỗi duyên giác thọ vạn ức năm, có thần thông như một kiền liên. Rồi bây giờ mà lấy một cái con số như nhiều, nói tới chiều chỉ nhiều cũng chưa hết. Như vậy đó mà đem hết cái trí lực đó suốt đời luôn đó, cũng không tính đếm được ngàn vạn phần, cũng không bằng một số phần thanh văn trong cái hội Phật, trong cái Phật hội của Tây Phương Cực Lạc. Có nghĩa là ở trên đó nó đông không quý vị? Đông mà mình không thể đếm được. Ngài lấy một cái số thí dụ là mình không thể đếm được. Bây giờ lấy một thí dụ nữa nè, ví như biển lớn sâu rộng vô biên, nếu lấy một cái sợi tóc chẻ là 100 phần. Bây giờ sợi tóc quý vị có thấy sợi tóc trên đầu mình không? Chứ còn tôi thì hết thấy rồi. Xưa thì còn kéo xuống thấy chứ giờ quý vị còn có thể nhổ được chứ tôi cũng hết nhổ. Mà bây giờ lấy một cái sợi tóc đó nó là chẻ ra 100 phần thì ai chẻ được giơ tay lên tôi tặng chùa Phước Viên. Cái sợi tóc mà đem chẻ 100 lần thì quý vị thấy là chẻ nổi không? Có nghĩa là một cái vấn đề là không thể nghĩ bàn. Tán ra thành bụi, có nghĩa là chẻ nó ra xong rồi bắt đầu tán nó ra thành bụi, rồi lấy một cái hạt bụi thấm với một cái giọt nước biển thôi. Thì ghê không? Một hạt bụi trong cái 100 phần của cọng tóc đó, mà tôi không biết hạt bụi đó lớn hay nhỏ. Mà thấm vô một giọt nước biển thôi, mà nước nơi cái bụi tóc ấy so với biển cả chẳng lấy gì nhiều. Trời, có một giọt so với biển mà lấy cái gì mà nhiều. Này A Nan, các vị một kiền liên thải còn biết được số lượng, còn nước nơi cái bụi tóc so với biển cả thì không thể tính được. Trời, cái nước mà nó thấm vô cái hạt bụi, mà cái hạt bụi đó là chẻ 100 cái miếng nhỏ của cái sợi tóc rồi mới tán nó ra làm bụi, thì cái bụi đó nó nhỏ hay nó lớn tôi cũng không biết còn thấy không nữa, nó gọi là vi trần luôn đó, tôi không biết có thấy không. Mà lấy cái bụi li ti đó đó mà chấm với một xíu nước của đại dương thì tính ra đó là tôi không biết tính làm sao nữa. Còn nước nơi bụi tóc so với biển cả không thể tính được. Thọ mạng của Phật và thọ lượng chúng Bồ Tát Thanh Văn Thiên Nhân ở cõi ấy cũng như vậy đó, không thể lấy toán số thí dụ mà biết được.
không thể lấy toán số thí dụ mà biết được đó. Bữa nay nhiệm vụ tôi giảng có nhiêu đó, bài pháp đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại lần sau. Ủa hết thiệt hả? Anh nghe thầy nói hết cái anh lên, tại anh đang ngủ. Tôi thì thường khi ai thấy ngủ là tôi nói nghỉ rồi. Nghĩa là ở dưới ngủ thì tôi trên nghỉ chứ. Như vậy thì bây giờ mình suy nghĩ là cái phẩm này Đức Thế Tôn nói về một cái việc gọi là hy hữu, không thể nghĩ bàn. Bây giờ quý Phật tử niệm cái chữ Nam Mô A Di Đà Phật có hiểu ý này không? Nhớ là tôi chỉ nói hiểu ý thôi nha, quý vị đừng có chấp kinh nha. Cái Phật tử mà có câu hỏi đó, tôi cũng mong là từ nay trở đi Phật tử không còn thắc mắc nữa, là bởi vì Phật tử chỉ hiểu ý của Phật thôi, chứ còn đọc trong kinh, đọc hết tất cả các kinh, kinh gì cũng được, chỉ riêng một kinh không được đọc. Hiểu rồi. Tôi nghe cười vậy là tôi biết hiểu rồi. Nếu mà có hoa sen là tôi đem tôi đưa. Cái đó gọi là niêm hoa vi tiếu. Niêm hoa vi tiếu có nghĩa là hiểu ý của Phật. Như vậy thì chúng ta suy luận Đức Phật đang cho chúng ta một cái số lượng. Ngài dạy cái cõi đó là cái cõi mà cái thanh văn nó đông cho đến nỗi mà không đếm được, cho nên gọi nó là vô lượng. Phật tử có hiểu ý này. Có nghĩa là bây giờ quý vị đi qua, quý vị đếm cát của sa mạc, quý vị đếm nổi cái đời này không? Quý vị có tính là quý vị sẽ bao nhiêu đời quý vị đếm hết cái hạt cát trong sa mạc không? Rồi bây giờ có ai muốn đếm giọt nước của biển không? Tôi đưa quý vị ra đếm. Quý vị đếm bao nhiêu kiếp hết cái nước của biển? Thì cái cách nói đó là cách nói là một trong 12 bộ kinh. Đó là cái kinh 12 chơn kinh. Cái này là phải thêm cái chữ chơn kinh nữa thì con mới hiểu. Thập nhị bộ chơn kinh có nghĩa là cái chỗ mà Đức Thế Tôn nói là bộ thứ 7, nó có tên là vị tằng hữu. Có nghĩa là trang trải trong 12 bộ kinh chư tổ thống kê lại lời Phật, thì cái kinh vị tằng hữu này nè là chuyên nói về cái cảnh thần thông. Đức Thế Tôn nói về thế giới thần thông. Vậy thì ở đây nè, nó còn vượt trội cái loại thần thông, vì Ngài nói Kiền Liên là đệ tử của ta, có thể trong một ngày một tính đếm hết tất cả dân số trên quả địa cầu của một đại thiên thế. Nãy tôi nói rồi, một tiểu thiên nó là 16, phải 16.000 đâu, thêm 3 số 0 nữa coi nó đủ, hầu như cũng chưa đủ đâu, thêm 3 số nữa coi đủ không, hình như nó vậy. Đây là 6 tỷ phải không, 16 tỷ. Đây là một tiểu thiên thế giới, 16 tỷ thế giới. Mà một trung thiên thì nó bằng 20 tiểu thiên, 20 tiểu thiên ở trên. Mà một đại thiên thì nó lại bằng 20 trung thiên. 20 trung thiên. Một ngày một đêm là 24 giờ, tính vậy cho vậy. Ngài Mục Kiền Liên tính đếm được hết số lượng chúng sinh trong cái địa cầu đại thiên thế giới. Mà bây giờ Ngài mới nói rằng nếu như giả có cái gì? Có các vị duyên giác, có các vị mà
mà nó nhiều không thể tính đếm được, mà có thần thông giống như ngài Mục Kiền, mà dùng cái các cái vị duyên giác này nè, nó có nghĩa là cái năng lực của ngài so với ngài Mục Kiền giống nhau, mà cái số lượng này nó nhiều, mà đem đến mà tính đếm mà so sánh với thanh văn ở cái cõi Tây Phương Cực Lạc, nó cũng chỉ giống như là chẻ cái cọng tóc ra, chẻ cái cọng tóc ra làm 80 phần, 100 hả? Tự nhiên giờ thiếu 20. Tôi nhớ có 80, không lẽ Covid nó ăn dữ hả? 80, 200. Vậy là quý vị đúng. 100 phần. Đây, chẻ cái sợi tóc ra, lấy cái số bụi nhỏ tán ra thành bụi, lấy cái số bụi này nè, lấy cái hạt bụi mà nó nhỏ trong 100 phần này nè, cộng với một giọt nước là H2O của biển, lấy cái tính điểm cái số nước này nó dính trong cái bụi này nè, so sánh với lại biển. Ồ, cái chỗ này tôi cũng so sánh nổi. Ai so sánh tay tặng chùa Phước Viên kèm theo linh thư, gọi là quà khuyến mãi, chịu nổi không? Có nghĩa là ta không thể tính đếm được, không thể nghĩ bàn, do nó nhiều quá như vậy nên gọi nó là vô lượng. Cho đến giờ này hiểu cái chữ vô lượng chưa? Hiểu chưa? Chứ tôi giảng tới trưa mà hỏi cái chữ vô lượng mà không hiểu là tôi bắt đi điếm mạc á. Ồ quên, điếm cát ở sa mạc á. Mai mốt ai hỏi chữ vô lượng mà còn thắc mắc thì nói thầy Xuân đưa đi qua sa mạc điếm cát. Nó dễ hơn là múc nước biển điếm hột. Đúng không? Có bao nhiêu hạt nước biển, bao nhiêu giọt nước biển. Thế thì ủa sao? Ồ, mình không có thương hoa tiếc ngọc. Rồi. Không, nhưng mà cũng nên đi. Tại vì mình gỡ luôn cái này đi. Ừ, đó, mình làm vậy đi. Mình phải xét mới được chứ. Ừ. Rồi. À, khi chúng ta có một cái nhận định về cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ đó, thì chúng ta nên hiểu được cái chữ Đại Thừa, cái tư tưởng Đại Thừa nó khác như thế nào với tư tưởng Tiểu Thừa Phật giáo. Bây giờ ta chỉ có một ông Phật thôi, ta chỉ có một ông Phật thôi, đó là ông Phật Thích Ca Mâu Ni. Ta chỉ có một ông Phật thôi nha, không có hai ông Phật. Nhưng mà nếu chúng ta qua Ấn Độ, chúng ta sẽ thấy họ thờ cái tượng Phật Thích Ca Mâu Ni khác. Qua Thái Lan, ta thấy Phật Thích Ca khác. Qua Trung Quốc, ta thấy Phật Thích Ca khác. Qua Ấn Độ, qua Nhật Bản, ta thấy Phật Thích Ca khác. Như vậy, Phật thì chỉ có một, còn tượng thì nhiều dữ à. Phải không? Rồi bây giờ mình nói từ lúc Ngài đản sanh cho đến lúc Ngài thành Phật thì tướng Ngài có sai khác không? Có không? Có. Từ nhỏ, nhỏ cái tướng có nhiều đó, lớn lên tướng kia mà nó không có khác là sao? Ngài 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, Ngài đi tu còn da dưới xương sao giống? Tướng Ngài khác không? Khác. Từ cái chỗ khác đó cho nên chúng ta không cần phân biệt, chúng ta đừng nói đúng hay nói sai. Miễn chúng ta biết người ta ghi cái đây Phật Thích Ca Mâu Ni là lại, không có cần phải suy nghĩ. Mà bây giờ mình cho rằng là cái tượng Phật trên chùa mà Phật Thích Ca Mâu Ni là đó mới là chính là Phật thiệt, thì tối nay mình đi gây lộn với người ta hả? Nó thấy Phật bưng cái bình bát, cái nói Phật bình bát, bưng cái bình bát không phải Phật Thích Ca. Ủa vậy chứ ngày xưa Đức Phật cũng lẽ bưng cái thao. Nghe là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni vẫn bưng cái bình bát, cái nói không Phật. Bưng cái bình bát là Phật Dược Sư. Thầy nói nếu như bưng cái bình bát để Phật Dược Sư thì mình cứ đó Phật Dược Sư. Hỏi tại sao ông lại ba A Dua ông nói giống bà phải vậy?
Lúc ông nói Phật Thích Ca, lúc tôi nói Phật Dược Sư, ông nói Phật Dược Sư, tôi nói tôi đã gặp Phật mà tôi biết. Ông cứ nói Phật là biết cái Phật đấy thôi, chứ mắc cái gì tôi phải cãi ông chi. Ông cũng không biết, tôi cũng không biết. Ông nói gì tôi nghe ông cái nấy đi, còn chỗ tôi nói ông nghe đi ông nội. Ông đến chỗ tôi chỉ đây là tôi là ni trưởng, là ông nghe đi, nhiều chuyện quá. Còn tôi đến chỗ sao tôi nghe vậy, nhưng ông đến chỗ tôi nói sao ông nghe vậy chỉ cho nó dễ, thì gọi là nhập gia tùy tục. Đồng ý không quý vị? Cho nên chúng ta đừng có suy nghĩ, chúng ta suy nghĩ nhiều quá nó dẫn đến là tại sao kinh này giải thích như vậy, kinh kia giải thích như kia. Nó giải thích sao, giải thích kệ nó, đó là quyền của nó. Còn vấn đề quan trọng mình học, mình hiểu sao để mình tu, mình an lạc, mình hạnh phúc, đó là việc của mình. Đồng ý không? Không có thắc mắc nữa nha. Nếu mà thắc mắc nhiều quá nó mệt lắm, ngồi giết nguyên các bạn đó thôi, niệm Phật được mấy câu rồi. Mốt gặp thầy, đứng lên hỏi, thầy ơi, có nhiều cái nghĩa quá, theo thầy nghĩa gì, đặng học thêm nghĩa nữa, hỏi mất không, thấy không? Mình muốn hỏi giống vậy đó, thì hỏi kiểu như thầy chỉ vậy đó. Hay vì mình viết ra mình nói vậy, ông A ông giải thích về, ông B ông giải thích về, thầy giải thích làm sao, thì bây giờ mình chỉ hỏi đơn giản, không cần để trong đầu cho nhiều, vì mình muốn hiểu sâu về vấn đề đó, mình hỏi, ông này ông nói vậy, ông kia ông nói vậy, còn theo thầy nói làm sao? Vậy thôi, chứ gặp ông kia ông nói khác nữa, chắc mình chết quá. Cái này chữ kinh. Rồi bây giờ thì giải thích chữ kinh, rồi giải thích chữ đại thừa, rồi giải thích chữ vô lượng thọ. Vì mình đang học kinh vô lượng thọ mà. Và cái phẩm này nè, nó đang xói sâu chữ vô lượng nè, cái vô lượng chúng sinh nè. Cho nên là vô lượng thọ, vô lượng quan, vô lượng công đức nó nằm đây nè. Kinh, đại thừa, vô lượng thọ, trang nghiêm, thanh tịnh bình đẳng giác. Trang nghiêm, thanh tịnh, bình đẳng giác. Đó, làm hết luôn cái tựa kinh. Đó, mình đá bao sân mà. Công ty trách nhiệm hữu hạn một mình tôi. Làm hết luôn. Vậy chữ kinh là gì? Chữ kinh là một sự xuyên suốt. Cái này nó xuyên qua cái này, nó xuyên qua cái này, nó xuyên qua cái này. Ngày xưa ta có một cái thẻ tre, cái ta xuyên, ta sọt qua, ta sỏi nó lại, bắt đầu ta mới viết những kinh nghiệm trên đó. Những cái gì mà nó trải qua, cái là ta viết lên đó, cái đó gọi là kinh. Kinh về cơ sở vật chất, nó là những thẻ tre được kết lại và viết những kinh nghiệm ở trên đó. Nên là kinh là xuyên suốt, xuyên suốt quá trình thời gian, xuyên suốt quá trình. Cộng với lại những cái gì, những cái tuệ giác, những cái trí tuệ của người xưa, những cái gọi là kinh nghiệm xương máu á, nhưng mà mình gọi là tuệ giác đi. Tuệ giác truyền thừa đó, nó gọi là kinh. Có nghĩa là nó phải có không gian, thời gian, nó phải có cái để truyền thừa trở lại. Vậy thì cái mà truyền thừa trở lại có nghĩa là nó phải có cái vật chất để cái đó nó truyền trở lại. Nhưng mà bây giờ, ngày xưa thời của Đức Phật là nói bằng miệng không à. Ngài A Nan, cái lần kết tập kinh điển lần thứ nhất tại cái động Tất Bát La, Ngài A Nan tụng mỗi bài kinh, Ngài phải tụng 80 lần, gọi là bát thập trùng tụng. Như vậy thì Ngài A Nan cứ mỗi một cái việc gì đó, Ngài A Nan phải tụng 80 lần để cho đại chúng ngồi nghe, nghe riết thuộc luôn vậy đó. Rồi để ra khỏi cái hội trường này là mỗi người đi quá độ một nơi và cứ như thế truyền tụng. Như vậy thì trong quá trình này, nó xuyên suốt một quá trình thì người ta mới có cái tuệ giác để người ta truyền đạt trở lại. Chứ không phải là một sớm một chiều mà cái đó gọi là kinh. Nhưng mà cái gì của giá trị tuệ giác thì mới nên truyền thừa, mới gọi là kinh. Còn cái gì mà nó không có giá trị thì không gọi kinh chi. Còn cái chữ truyền, cái chữ đại thừa thì nó khác với chữ tiểu thừa. Mà thời Đức Phật á, thì chúng ta biết là cái tư tưởng đại thừa á, là chỉ có ở trong Phật thôi.
các hàng Bồ Tát thì mới gọi là Đại Thừa. Còn nếu mà các hàng Thanh Văn thì không có Đại Thừa. Nhưng ngày xưa mà nói Bồ Tát thì phần lớn là Bồ Tát tại gia. Nói tới Bồ Tát chỉ nói tới một ông thôi, đó là ông Duy Ma Cật. Ông Duy Ma Cật. Và bắt đầu sau đó trong Kinh Pháp Hoa lại nói tới Bồ Tát Quán Thế Âm. Rồi bắt đầu nói tới các vị Bồ Tát như là... Rồi Địa Tạng. Rồi Văn Thù. Vậy là trong cái chúng thì Đức Thế Tôn lại nói cái chúng hội giống như là lục chủng thành tựu. Lục chủng, mượn cái chỗ này để nói lục chủng thành tựu. Một, nói tới văn nữa đi, văn thành tựu. Hai, là chủ thành tựu. Ba, là chúng thành tựu. Bốn, là tín thành tựu. Năm, là sứ thành tựu. Sáu, là thời thành tựu. Vậy thì cái xứ với cái thời có nghĩa là có cái chỗ và có cái lúc. Hai cái này ta nói cho nó đi một cặp. Bây giờ ở đây văn thành tựu là cái kinh mà mình học á, mà cái kinh mình học thì ai nói? Là mình tìm cái chủ thành tựu ai nói. Vậy thì cái văn thành tựu là mình đang học kinh nè, thì mình hỏi ai nói và nói với ai, và cái việc nói đó nó có mang cái giá trị truyền thừa để cho tất cả chúng sinh đời sau nó tin tưởng học hay không. Cái đó là tín thành tựu. Thì cái hồi đó ai là tín thành tựu thì trong cái chúng này có tín thành tựu. Vậy thì cái này là cái mà có nhiều lúc mình phải thắc mắc nhiều hơn. Bây giờ tất cả các đạo nó lấy niềm tin làm hệ thống, còn Phật giáo thì không. Phật giáo đến với ta mà tin ta mà không hiểu ta là phỉ báng. Cho nên chỉ có riêng Phật giáo, cái tín thành tựu là cái ông đến với ta phải hiểu. Chứ ông đến với ta mà tin, mà khen ta, mà chưa hiểu ta là ông đang phỉ báng ta. Hiểu không đại chúng? Cho nên bốn cái này nè, mình chỉ cần tách cái thằng tín thành tựu này ra thì mình còn kinh, ai nói với ai, là hết ba rồi. Vậy thì cái niềm tin mà chúng ta biết rằng đây là Phật nói hay Tổ nói, thì cái niềm tin của chúng ta nó nằm ở nơi cái người nói, có phải không? Cái niềm tin của ta ở nơi người nói. Bây giờ quý Phật tử muốn nghe Thầy giảng, muốn có niềm tin với Thầy, thì đặt một câu hỏi. Cái ông này, ông đang nói này, ông cái chủ giảng này, ông là ai vậy? Có học hành gì không? Hay là ở trên rừng mới xuống? À, dưới biển mới lên. Vậy thì cái mà chúng ta tin tưởng là tin tưởng cái chủ thành tựu. Thì bây giờ nó còn có xứ và thời nữa thôi. Xứ là nói ở đâu, thời là nói lúc nào. Cho nên nhĩ thời Thế Tôn, đó nè, chúng ta đọc một bài nè. Nhĩ thời Thế Tôn là một thời tôi nghe Đức Thế Tôn nói. Nhĩ thời Thế Tôn tại đâu đó, đúng không? Tại Kỳ Xà Quật, nơi thành Vương Xá, cùng chúng tỳ kheo 84,000 vị đại đệ tử. Nghĩa là khi muốn nói một kinh, nương vào lục chủng thành tựu mà viết kinh. Như vậy thì Đức Thế Tôn nói chúng thành tựu, thì trong cái chúng thành tựu này có Đại Bồ Tát, có Thanh Văn, có Duyên Giác, có Thiên Long Bát Bộ Hộ Pháp. Có nghĩa là trong cái lục chủng thành tựu mà khi chúng ta học, chúng ta nắm được rồi, thì chúng ta nhận ra được rằng Đức Phật nói có bao nhiêu chúng, vì sao có nhiều như vậy. Chúng ta đặt câu hỏi như vậy thì tại sao cái kinh này là kinh Đại Thừa, mà tại sao phải nhấn mạnh chữ Đại Thừa? Bởi vì cái tâm ông nhỏ, ông sẽ không hiểu được. Ông cứ thâu mâu thắc mắc cái này tại sao, cái kia tại sao, cái nọ tại sao. Thì có những việc ông phải là xa lìa cái tâm nhỏ nhen này, ông mới lĩnh hội được cái kinh này. Đồng ý không nào?
Hiểu ý chưa? Có ai thắc mắc gì chữ đại thừa nữa không? Rồi im ru. Qua. Đại thừa có nghĩa là khác tiểu thừa. Phải là cái tâm của Bồ Tát. Cái tâm nó phải rộng lớn, gọi là đại từ, đại bi, đại hỷ, đại xả. Chứ không phải là chúng ta đem cái tâm nhỏ bé mà đi học kinh này thì thôi, nghỉ, học không được. Thì xuống lớp 1 học lại. Chỗ này là lên đại học rồi, là học đại. Học lâu quá khó nghĩ. Giờ hỏi vô lượng thọ. Vậy vô lượng thọ có nghĩa là đang nói chữ thọ thôi, chứ không nói cái quang và không nói công đức. Vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức. Vậy thì mình hỏi là Tổ Quy Sơn có dạy nội cần khắc niệm chi công, ngoại hoằng bất tranh chi đức. Bên trong mình quay về, mình dọn rửa lau chùi sạch sẽ, giống như là Lục Tổ nói vậy đó. Lục Tổ nói cái bài kệ đó đó là tâm như minh kính đài, thời thời thường phất thức, thời thời thường lau chùi nó đi. Thì Tổ Lục Tổ nói vậy cũng hay quá ha. Đài mà có gương mà có đài ha, Bồ Đề mà nó có gốc. Thế thì đối với Ngài thì nó không có cái này. Đối với Ngài là Bồ Đề bổn vô thọ, minh kính diệt phi đài. Như vậy thì chúng ta hỏi là công đức là nội cần khắc niệm chi công, là bên trong là công, bên ngoài là đức. Vậy là bên trong nó thể hiện cho chữ công á, nó thể hiện cho trí tuệ. Bên ngoài là đức, nó cho từ bi. Cho nên mà bây giờ mình muốn có đức không? Ăn có đức mà sức mà ăn. Vậy ăn ở có đức nghĩa là gì? Khi từ ban vui, bi cứu khổ, từ năng dưỡng tiết sanh chi lạc, bi năng nhất sinh chi khổ. Từ là mang cái niềm vui cho tất cả chúng sinh, bi là cứu vớt tất cả muôn loài vượt khổ. Chúc quý vị ngủ ngon. Hay là dưới có người ngáp, em chết thầy ba vô trống rồi. Mà thầy nói vậy nó có khó hiểu không? Có nhanh không? Có tra tấn không? Có muốn nghe nữa không? Nghe nữa phải không? Thầy không hỏi lát nói làm sao ông rảnh quá, ông nói hoài ông nội. Ông nghĩ giùm tôi đi. Bây giờ chữ công là bên trong nha. Mình quay về bên trong, mình phải có công phu, mình phải có công năng, mình phải có công lực. Cái người tu mà không có lực, có nghĩa là cái công lực không có, công năng không có, công phu không có. Cho nên niệm Phật ít xỉn là làm sao? Tôi mới nói là tôi không sợ 1000 người đánh tôi, mà tôi sợ 1 người đánh thôi mà nó luyện 1000 lần. 1000 người đánh mà nó đánh nhẹ nhẹ, nó gãi ngứa, nó quýnh 1000 người có sao đâu. Tôi sợ nhất 1 người, nó đánh có 1 cái thôi mà nó luyện 1000 lần, nó quýnh 1 cái tôi đi. Cho nên bên trong mình có công phu không? Mình có công năng không? Mình có dữ không? Cho nên là người ta luyện bùa là gì? Luyện bùa là có một câu chú thôi. Om Mani Padme Hum, 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 Mani Padme Hum. Có câu đó thôi mà nó trì năm này qua tháng nọ, mà nó tu 10 năm với cái câu đó thì cái công lực của nó lớn hay nhỏ? Tôi mới tu có chút mà tôi thấy tôi còn ớn tôi. Tôi nói vui có nhiều người. Nó ra ngoài nó làm được cái gì đó, cảm thấy suôn sẻ hanh thông. Cái nó nói không phải ăn chay có mấy bữa mà nên giữ gì sao. Vậy thì cái vô lượng thọ này nè, cái vô lượng quang, vô lượng công đức. Thì cái vô lượng quang này là mình nói là gì? Mình sống một cái đời chói sáng. Mình sống một đời chói sáng để mình có được cái vô lượng quang này. Vậy thì cái cõi giới Tây Phương là cái cõi giới mà ở đó đó, cái thân của chúng sinh ở cõi đó đó là nó hiện hết 10 phương vào cái thân đó. Quý vị thấy ghê gớm không? Nghĩa là cái thân công đức này nè, là cái thân này nó có một cái công năng là chỉ cho một niệm thôi là có thể là đạt được một cái công năng vĩ đại luôn. Bởi vì vô lượng công đức là công đức lớn không thể nghĩ bàn.
Cho nên ở trên đó nó nhờ cái công đức này mà nó sống lâu không thể nghĩ bàn. Nhờ cái hào quang, cái trí tuệ này mà sống lâu không thể nghĩ bàn. Nhờ cái hào quang này mà tạo ra công đức không thể nghĩ bàn. Nhờ cái công đức này mà ánh sáng này không thể nghĩ bàn. Nghĩa là cái anh này là cái bộ ba. Cái này là thọ, cái này là quang, cái này là công đức. Có nghĩa là chúng hỗ tương cho nhau như cái kiềng ba chân. Phật tử hiểu ý này không? Hiểu chưa nè? Đức chúng như hải. Vậy thì cái quang là cái ánh sáng này nè, thì hỏi cái ánh sáng này từ đâu mà có? Còn cái thọ này nè, là cái thọ mạng kéo dài này nè, ta đặt câu hỏi từ đâu mà có? Bây giờ quý Phật tử suy nghĩ, mình đi phóng sanh để cho mình kéo dài tuổi thọ phải không? Đi phóng sanh cho kéo dài tuổi thọ. Mà mình phóng sanh là tại sao mà nó kéo dài tuổi thọ? Là bởi vì mình phóng sanh á, đã trừ được cái nghiệp sát sanh của mình, đúng không? Mình bù lại cái nghiệp sát sanh. Mình vô tình hay cố ý mình đi mình dặm con nào nó chết, thì bây giờ mình phóng sanh để mình hồi hướng, mình chuyển hóa nghiệp cho nó. Vậy thì phóng sanh là để trừ cái nghiệp sát sanh. Phóng sanh là cho mình ít bệnh, là bởi vì cái bệnh là do các cái chúng sinh nó đến nó đòi bệnh mình. Bây giờ tất cả trong đạo tràng này bệnh giống nhau hay khác nhau? Khác nhau đúng không? Vậy thì cái bệnh khác nhau là do nghiệp khác nhau. Trong thập thiện, Đức Phật đi xuống Long Dương tại thành, tại cung rồng Ta Kiệt La. Lúc đó tôi làm thị giả. Nói dốc vậy mà không ai cãi chứ. Đức Thế Tôn xuống cung rồng Ta Kiệt La giảng về kinh thập thiện. Đức Thế Tôn hỏi Long Vương, này Long Vương không có biết tại sao trong đại hải chúng sinh hình tướng khác nhau không? Long Vương nói không, con không biết. Con cai quản nó nhưng con không biết. Đức Thế Tôn nói, sở dĩ chúng sinh hình tướng khác nhau là do nghiệp của nó khác nhau mà tạo nên hình tướng khác nhau, cho nên gọi là từ tâm sanh tướng, tướng do tâm sanh. Tướng khác nhau là do tâm khác nhau. Tới đây hiểu không? Hiểu. Hết. Quý vị có hiểu Ngài Địa Tạng Bồ Tát có cái hạnh nguyện gì không? Im luôn. Có gì? Nguyện. Ngài Địa Tạng Bồ Tát có cái nguyện, chỉ có một nguyện thôi. Chừng nào chúng sinh thành Phật hết con mới chịu thành Phật. Chỉ có nguyện vậy thôi. Quý vị có nguyện gì không? Chừng nào mà đứa nào nó chửi con nó chết, lúc đó con mới chửi. Nguyện cũng giống Ngài Địa Tạng Bồ Tát vậy đó. Giờ nó chửi con không chửi nó. Đợi nó chửi con hết rồi thì con mới chửi. Cho nên lúc mà nó chửi mình thì mình hỏi mày chửi xong chưa? Hỏi sao mày hỏi tao chi vậy? Tao còn chửi nữa, tao nghỉ mệt xong lát tao chửi nữa. Cái nói mày còn chửi nữa thì tao chưa có chửi. Tao có một cái nguyện là mày hết chửi tới tao. Có phải cái câu đó là chồng giận thì vợ bớt lời, cơm sôi bớt lửa mấy đời cơm khê, đúng không? Ông chồng ông từ bên ngoài ông về ông hầm, ông chửi sùm trời mây hết á. Bà vợ im ru, dạ, có gì không anh? Dạ, anh chỉ gì em nghe nói, dạ. Cái ông hết giận rồi, cái nói anh hết chưa? Hết giận chưa anh? Nói hết rồi, giờ tới tôi. Lúc đó mới khổ đó. Chứ nãy anh về, giận anh chửi là cái chuyện đó chuyện nhỏ, giờ tới tôi nè. Còn Ngài Phổ Hiền có cái gì? Im luôn. Phổ Hiền 10 nguyện gọi là đại hạnh Phổ Hiền. Thì nãy kia là đại nguyện Địa Tạng, thì đây là đại hạnh Phổ Hiền, được chưa? Nhớ không? Mai mốt mình làm cái gì là cũng là đại hạnh Phổ Hiền. Rồi Quan Âm có cái gì? Đại bi Quán Thế Âm. Dầu rằng có cái đại từ á, nhưng mà Quan Âm thì là đại bi Quán Thế Âm Bồ Tát. Cần phải nói tới đại từ nhiều. Đại bi có nghĩa là Ngài cứu khổ. Ngài cứu khổ thôi. Ai khổ thì chỉ cầu tới Ngài là Ngài có mặt, gọi là tầm thinh cứu khổ. Nam mô đại từ đại bi tầm thinh cứu khổ cứu nạn. Nhớ là cứu khổ cứu nạn chứ không phải ban vui. Cho nên Quan Âm là đại bi. Được chưa? Hiểu không? Hiểu thằng mai mốt cãi lộn chứ. Đứa nào nói sai tôi cãi. Hỏi tại sao mày cãi? Đức Bồ Tát Quan Thế Âm là đại từ đại bi. Tại sao mày nói đại bi? Thầy xưng nói. Tại sao? Tầm thinh cứu khổ cứu nạn, chứ đâu phải tầm thinh cho tiền cho của đâu. Tầm thinh cứu khổ cứu nạn, mà cứu khổ cứu nạn là bi. Ngài Duy Ma Cật có cái hạnh gì?
không biết đâu. Có đọc đâu không biết. Ngài Di Ma Cật mà nói tới cư sĩ Di Ma Cật là đại diện cho tất cả các cư sĩ mà quý Phật tử không biết, thì thầy khen quý vị quá hay. Cái chuyện của mình không biết mà chuyện thầy xưng chuyện gì cũng biết, rảnh quá. Chuyện của Phật tử là chuyện của Ngài Di Ma Cật. Ngài Di Ma Cật siêu xuất trong hàng cư sĩ tại gia. Đức Thế Tôn sai Ngài A Nan đi thăm Ngài Di Ma Cật. Ngài A Nan nói thôi con không dám. Bữa đó con đến, ổng hỏi con đa văn là cái gì, thôi con hết hồn. Rồi xong rồi sai Ngài Ngài Di Lặc đi thăm. Ngài Di Lặc nói thôi con không dám. Hỏi sao vậy? Nói ông đời sau là cái gì? Có đời trước à? Có đời hiện tại à? Có đời sau sao? Đức Thế Tôn thọ ký cho ông tới đây sẽ thành Phật. Vậy là ông là vị Phật tương lai đó phải không? Vậy là tương lai là bao lâu? Tương lai là cái gì vậy? Có tương lai ư? Con không dám đi thăm ông đó. Ông đó là Nam Mô thường ghê gớm. Còn Ngài Văn Thù Sư Lợi, cái hạnh Ngài Văn Thù là cái gì? Trí tuệ. Rồi, cho một tràng vỗ tay hay quá. Ngài Văn Thù Sư Lợi được xem như là thầy của ba đời chư Phật. Thầy của ba đời chư Phật mà Ngài vẫn còn làm Bồ Tát. Cho nên quý vị biết không? Có nhiều vị đứng trên bục giảng đào tạo ra tất cả những thế hệ đi lên, nhưng mà người ta làm chủ tịch nước, còn ổng chỉ là giáo viên thôi. Chứ không phải người dạy chủ tịch nước là ngon hơn chủ tịch nước đâu đó nha. Cho nên không phải là tôi hướng dẫn quý vị là tôi ngon hơn quý vị. Dạ em không dám thế. À, phải biết như vậy. Chứ không phải tưởng mình đứng trên chắc mình giảng cho người ta nghe là ngon hơn người ta. Dạ không. Anh là giảng viên, anh dạy cho cái lớp cao cấp chính trị. Nhưng cái lớp này ta ra, ta làm thủ tướng, ta làm chủ tịch nước, ta làm bí thư, anh vẫn còn là một vị giáo viên. Anh giảng sai tôi bắt nhốt. Đừng giỡn mặt. Tưởng mình chắc là mình thằng đó là học trò của tôi, mơ đi cưng. Cái việc anh có duyên để anh đứng bục giảng, anh giảng thôi. Chứ không phải là anh gọi là học trò, gọi là vi sư, bán tự vi sư. Chỗ đó mà ta nói để ta hiểu thôi, chứ không phải ta nói để ta chấp vào đó và cho rằng ta dạy cho những vị kia là ta ngon hơn. Dạ không, ta dở hơn tối ngày đi giảng hoài mà không làm được chủ tịch. Bây giờ cái chữ vô lượng, mà giàu rằng vô lượng thọ hay vô lượng quang, vô lượng công đức, là ý muốn nói đến một cái chỗ lớn lắm không thể nghĩ bàn. Cái chỗ nó rộng, nếu nó lớn thì lắm, còn rộng là rộng lắm. Mà cái gì còn số lượng nhiều là nhiều dữ lắm, cho nên gọi là vô lượng. Thế thì bây giờ mình hỏi cái vô sanh. Mình học được cái chữ vô lượng rồi mình mới biết cái cõi này là cõi vô sanh, nguyện sanh về cõi vô sanh. Bởi vì cái mình hiểu được cái chữ vô lượng có nghĩa là cái lượng nó lớn dữ lắm luôn. Còn cái chữ vô sanh nghĩa là cái thọ mạng ở trên đó nó dài dữ lắm, chứ không phải là không chết. Hiểu không quý Phật tử? Tới đây hiểu không? Ai không hiểu giơ tay lên, đừng có giơ hết cả lớp. Bây giờ mình hiểu được cái chữ vô lượng. Cái mình hiểu luôn được cái chữ vô sanh. Mình hiểu luôn cái chữ vô ngại. Vô ngại là tôi không bị chướng ngại, chứ không phải là trong đó không có cái chướng ngại. Cái vô ngại là không phải là không có cái chướng ngại, mà tại vì tôi không có bị chướng, chứ không phải là trong cái thế giới này không có chướng. Đó. Cái vô ngại là không có cái gì mà nó chướng ngại tôi, chứ không phải thế giới đó không có chướng. Cái vô lượng này không phải là không có số lượng, mà là số lượng nó quá nhiều đi, tôi không thể đếm được. Hồi nãy mình nói rồi đó. Một cái bây giờ vô sanh thì xong, trong cái cõi này là nó nguyện sanh về cõi vô sanh, là không phải nó không có sanh, không có già, không có bệnh, không có chết. Dạ có đó. Trong cái nguyện của Đức Phật A-di-đà, Đức Phật A-di-đà Ngài nguyện khi mà Ngài phát ra 48 lời nguyện, Ngài lập ra cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thì Bồ Tát Quan Thế Âm mới nguyện rằng khi Đức Phật A-di-đà vào đại định Niết Bàn, Quan Thế Âm Bồ Tát thành ở cái cõi này. Quan Thế Âm vừa phát nguyện xong, Đại Thế Chí Bồ Tát mới nguyện là
khi Quan Thế Âm Bồ Tát nhập Niết Bàn thì con sẽ thành Phật ở cõi này. Có nghĩa là Tây Phương Cực Lạc là có tam thế Phật. Đức Phật A-di-đà là Đức Phật hiện hữu xây dựng cảnh giới Tây Phương. Sau khi Đức Phật A-di-đà nhập Niết Bàn thì Quan Âm Bồ Tát ở Quan Âm Bồ Tát nhập Niết Bàn thì Đại Thế Chí thành Phật ở thế đó, cho nên chúng ta gọi là tam thế Phật. Tới đây hiểu chưa quý vị? Tam thế Phật, ba đời chư Phật, thế là đời. Ba đời chư Phật đang hiện hữu tại chỗ đó. Con nguyện sau khi Ngài Đại Thế Chí Bồ Tát sẽ có thiện xuân thành Phật ở cõi đó để độ chúng sinh cực lạc. Như vậy tôi đang không có ở trên đó cho nên không có gọi là tứ thế Phật, mà mới gọi là tam thế Phật. Vậy thì tôi được quyền nguyện nhưng mà lâu lắm. Thành Phật ở cõi này nó lẹ hơn. Thành Phật cõi kia nó lâu lắm. Giống như Ngài Địa Tạng Bồ Tát nguyện là tôi nguyện độ hết chúng sinh thì tôi mới chịu thành Phật. Cho nên Ngài Địa Tạng Bồ Tát vẫn còn là Bồ Tát. Cái ông bạn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát là có hai ông vua nước Lân Hận. Cái ông vua kia nguyện tôi sớm thành Phật để độ chúng sinh. Cho nên ông đó ông thành Phật rồi. Ông hiệu là Nhất Thế Trí Thành Tựu Như Lai. Vậy thì cái ông bạn đó ông thành Phật rồi mà Ngài Địa Tạng vẫn không thành Phật bởi thành Bồ Tát, là do ông nguyện như thế nào thì ông thành tựu như thế đó. Cho nên hầu đó tôi nguyện tôi đi học là để tôi thành giảng sư, cho nên tôi vừa học vừa dạy. Còn cái ông bạn tôi, ông nguyện ông đi học là để ông làm việc với giáo hội, cho nên ông vừa học vừa làm việc với giáo hội. Tôi vừa học tôi vừa đi giảng dạy thì tôi là giảng sư. Có nghĩa là mình nguyện như thế nào thì mình thành tựu như thế đó thôi, chứ không phải là Bồ Tát là không bằng Phật, hay là Đức Phật là nghĩa là Đức Phật tới Phật là hết rồi. Không phải. Hồi đó tôi nói là tôi giải thích trong cái bài mà công đức cúng dường á, thì cúng dường cho ai mà công đức lớn nhất thì tôi mới biết là nó đến cái chỗ vô trụ á, là cúng dường cho một vị vô trụ mới là công đức lớn nhất. Vậy thì cúng dường cho một vị Phật rồi mà còn cúng dường cho một vị vô trụ nữa ư? Vậy là cái vị này còn hơn Phật nữa ư? Vì ông Phật á, là ông còn chúng sinh, vì còn chúng sinh mới kêu ông là Phật. Còn cái ông vô trụ này nè, là ông còn chúng sinh nữa. Cho nên công đức cúng dường được cho một cái vị mà vô trụ, vô tu, vô chứng mới là công đức lớn. Tìm ông này đâu ra đâu có công đức. Thôi tôi cúng Phật cho chắc ăn. Vì tìm cái ông đó không được. Vì ông vô trụ, vô tu, vô chứng thì đi tìm ổng đâu ra cúng, mà ổng cũng đâu có nhận đâu. Cúng cho một vị không nhận thì công đức nó lớn dữ lắm mà có đâu cúng. Cho nên bây giờ còn trẻ này không ai cho ăn, tới lúc già ăn không nổi đem cúng. Hồi nhỏ tôi đã nói điều đó rồi. Tôi đang là tiểu chú tiểu, tôi thèm ăn muốn chết luôn, tôi đói muốn chết, thiếu ăn thiếu mặc. Còn ông sư phụ cũng bị tiểu đường, ông nằm đó mà tôi nói nó đem đồ ăn vô nó cúng quá trời. Tôi nói ông không ăn thì nó cúng, còn tôi ăn nó không cúng. Lạ lùng. Đúng không quý vị? Quý vị có thấy gì không? Nó nghiệt ngã lắm, khó lắm. Giả sử như giờ chú tiểu cần ăn không cúng, anh đi trưởng ăn không nổi cúng hoài. Nhưng mà tại vì cúng bà kia thì có bước hơn cái vị này, nó lạ như đó. Cho nên người ta hiểu thôi chứ còn. Rồi, như vậy thì khi tôi nói về cái việc mà vô sanh á, thì quý vị nên hiểu là cái cõi này là nó lâu quá đi, nó lâu trong cái lộ trình sanh diệt đó, nó quá lâu dẫn đến gọi đó là vô sanh, chứ không phải là vô sanh là không có tử. Nên có nhiều người mê tín không hiểu, sanh về đây là không có chết, không già, không chết, không dời đi đâu, thì cái đó là phương tiện thôi. Chứ tôi nói chết à, nói không chết là nói sai vấn đề. Vì tất cả các quy luật đều phải theo quy luật sanh, già, bệnh, chết. Mọi thứ đều phải thay đổi thì đó mới là quy luật vô thường. Mà đã nói là vô thường thì không hề có cái gì đứng yên. Vậy thì không có gì đứng yên, nhưng mà trong cái chỗ này là vô thường ít quá đi, không có sanh ra. Ít như thở mà nó thở nhẹ quá đi, nó thở như là không có thở, chỉ có chết đâu.
Bỏ vô hòm nằm hoài trong đó không chết luôn. Thì thôi lấy nó ra, lấy nó ra để đó nguyên cục cũng chết luôn. Nghĩa là nó sống lâu quá, cho nên gọi là vô sanh. Tôi cố gắng tôi giải thích để cho quý vị hiểu. Có nhiều vị không hiểu, học kinh hoài cũng không có hiểu, cho nên tôi giảng, mà tôi cũng biết là quý vị vẫn không hiểu. Và tôi cũng cố gắng tôi giảng mà tôi còn chưa hiểu. Nhiều người vui lắm. Thầy, nãy giờ thầy giảng vậy chứ thầy có hiểu không? Không. Chữ trang nghiêm là gì? Trang nghiêm có nghĩa là đẹp lắm, nó hoàn hảo. Trang nghiêm có nghĩa là ở đây là cái chỗ này là nó đẹp, mà nó đẹp ở cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, mà nó đẹp mà đem so sánh á, là nó hơn 10 phương cõi Phật. Nó hơn 10 phương cõi Phật. Tôi mới nghĩ là thì vậy thì đem so sánh với 10 phương cõi Phật. Nhưng mà tôi cũng đâu có biết cái cõi nào đâu. Tôi chưa vô cõi nào sao tôi biết. Tôi biết chỉ có cái cõi Phật ở cõi Ta Bà này. Mà cõi Phật ở Ấn Độ thì tôi xin thưa Việt Nam đẹp hơn Ấn Độ. Thì không lẽ Việt Nam là Tây Phương? Có nghĩa là đem so sánh với tất cả các nước thì nước nào trên thế giới là đẹp nhất quý vị? Hả? Nước nào? Việt Nam hả? Việt Nam. Nước mình khen. Một tràng vỗ tay. Chúc quý vị ở Việt Nam giỏi. Nhưng mà chúng ta phải hiểu được điều đó. Nếu chúng ta cho rằng Việt Nam là đẹp, mình phải đi đâu không? Đi đâu chứ? Ngồi nhà bấm tivi coi, thấy tivi nó chiếu ở chỗ đó rất là đẹp, thì đến đó mình coi thử coi đúng vậy không? Không. Ở trong cái máy đó nó có một cái phần nó làm cho cái chỗ đó đẹp một cách mơ màng huyền diệu. Bây giờ cũng giống vậy, có cái máy chụp hình nó chụp rồi cái thầy này giống như tài tử, mà bước ra ngoài nhìn mới thấy bất tử. Cho nên ở xa thì tưởng nàng kiều, lại gần mới biết người yêu chí phèo. Nên mình đừng có mơ mộng viễn vông. Cho nên cái cõi giới mà là cõi giới nó đẹp lạ lùng. Rồi bây giờ chữ thanh tịnh là gì? Chữ thanh tịnh là cõi này nó yên dữ lắm, nó yên dữ lắm. Vậy thì mình hỏi là ở ngoài nó chạy ồn nào vậy đó, nhưng mà trong phòng yên lặng dữ lắm. Vậy thì cái yên này nè, so với cái ồn ào bên ngoài, chứ không phải cái yên này nó không có chuyện gì xảy ra. Nếu nó không có gì xảy ra thì trong kinh A Di Đà không có nói là sáng hứng đầy các hoa màu nhiệm, đem cúng dường chư Phật khắp mười phương, trưa còn về kịp ăn cơm và đi kinh hành. Vậy thì mình nghĩ là cái cảnh giới đó nó đông như vậy mà nó yên như vậy là bởi vì không có chuyện gì xảy ra thôi. Y như trong chùa này nó đông dữ lắm, nó cái đạo tràng này đông vậy nè, mà từ sáng giờ chưa có gây lộn là yên. Đạo tràng trang nghiêm, một đạo tràng thanh tịnh cùng niệm A Di Đà, đúng không? Có hiểu không? Có hiểu. Thanh tịnh là không phải ở mình đâu á. Thanh tịnh là người ta đông đông, mà đông gọi là đông vô lượng kia, đông đếm không nổi kia. Thế mà nó yên dữ lắm, không ai gây lộn. Đằng này chùa có hai người sùm trời đất. Nghĩa là do mình không thanh tịnh, chứ không phải mình sanh về cõi thanh tịnh là cái cõi đó nó có ai. Dạ không, nói sai rồi. Bữa nay nó đông quá, ở chùa này đông quá, thôi con đi tìm chỗ thanh tịnh. Mà tàu lao vừa mày, ba trận thì mày mới bất an, chứ còn mày tu tốt thì mày thanh tịnh ở giữa mọi người, nhưng mà ta không có bị nhiễm thì ta thanh tịnh thôi, ta không có động thì ta thanh tịnh chứ. Chứ còn mày đi tìm ở đâu? Tìm ở đâu ra thanh tịnh? Thanh tịnh này là bình yên ở nơi tâm của mình hay là ở nơi cảnh vật bên ngoài? Cho một tràng vỗ tay tuyệt vời vô cùng. Như vậy thì cái chữ bình đẳng giác ra luôn rồi. Cái chữ giác ngộ là anh phải hiểu cuộc đời này là vô thường. Anh phải hiểu nó có cái yên thì nó phải có cái động, nó mới có cái yên. Nó phải đối lập với nhau giữa cái động và cái tịnh chứ. Anh muốn tìm cái tịnh mà anh không từ cái động thì đâu có. Thì cái động là cái phiền não, mà phiền não tức bồ đề, có nghĩa là anh muốn đi tìm bồ đề thì nó không ngoài phiền não.
Anh muốn đi tìm sen thì sen nó không ngoài bùn. Không có bùn sao có sen. Cho nên bây giờ anh đi tìm cái chỗ thanh tịnh, mà bản chất của vấn đề là tâm anh nó lộn xộn thì anh đi tìm chỗ nào? Anh là một con chim cú, anh đi chỗ nào anh cũng cú, 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 thì đá ăn anh chứ. Bây giờ anh có thể đổi được cái tiếng kêu không? Không. Vậy thì anh đừng có chấp vào tiếng kêu của anh, thì anh sẽ sống chung với con họa mi được. Anh đừng có ganh tị tiếng kêu của con họa mi. Con người ta bởi vì ganh. Đó. Nó với tôi mà sao sư phụ thương nó nhiều hơn. Ganh. Cho nên là vì cái tâm ganh này nè mà nó trở thành khổ. Chứ còn cuộc đời mà không có cái gì khổ đâu. Nó là như thị. Tại sao thương hơn? Tại nó đẹp hơn. Đẹp nó có quyền. Tại sao thương hơn? Bởi vì nó giỏi hơn. Ta giỏi ta có quyền. Đây. Như vậy thì cái người mà có cái tâm bình đẳng, vậy là chuyển thức thứ bảy. Chuyển thức thứ bảy cố chấp thành cái tâm bình đẳng. Mà người giác ngộ thì chuyển thức thành trí mới là người đệ tử Phật. Như vậy, ở đây, cái kinh Đại Thừa Vô Lượng Thọ Trang Nghiêm Thanh Tịnh Bình Đẳng Giác, quý vị có hiểu được ý nghĩa này chưa? Hiểu chưa? Nghĩ rồi, xong. Tôi lại tính là giảng tới cái quyển thứ phẩm thứ 17 mà tôi thấy... À, có người nói thôi giảng phẩm thôi, giảng gì nhiều hao kinh chứ không. Rồi bây giờ còn giờ không giảng nữa không hay nghỉ ăn gian nữa chèn ơi quá giờ. Hồi nãy mình 8 giờ phải không, 8:15 tới 9:45 mà giờ 9:47 trễ 2 phút rồi. Hơn 1 tiếng rưỡi mà sao tôi nghĩ nó còn sớm vậy ta? À, hay là chúng ta đã hơn 1 tiếng rưỡi rồi. Thì thôi mình đã bỏ mối chứ để không mai mốt mình mất mối. Rồi, rất mong rằng là cái bản kinh này á, là nó rất là hay và nó còn rất là dài. Và tôi vẫn còn thời gian để quay trở lại nữa. Cho nên là lần sau sẽ chia sẻ nhiều hơn. Lần này mình được đề xuất có một cái phẩm là phẩm 13 thôi. Thì phẩm này là nói về cái thọ mạng vô lượng. Thì tôi cũng mong rằng cái kết luận của tôi có 3 ý nhỏ. Ý thứ nhất á, là ta là đệ tử Phật á, mà ta học kinh á, thì cốt yếu là để truyền cái năng lượng trí tuệ vào bên trong của chúng ta. Chỉ có năng lượng trí tuệ giống như cái đèn pin mà mỗi ngày nó sáng thêm để chúng ta thấy con đường vượt khó sanh tử. Thì cái việc này chúng ta nên đọc kinh luật luận cho nhiều để trí tuệ chúng ta nó nâng cao. Có nghĩa là nâng cái phẩm vị giác ngộ của mình lên. Cho nên là quý Phật tử không có cần phải sợ là kinh nào mình đọc không được. Quý vị thích kinh nào đọc kinh ấy, vì thời gian nó ngắn dữ lắm. Nó không có đợi mình. Mình đừng có tự làm chướng mình nhiều quá. Cho nên mình mở rộng ra. Cứ cái gì mà mình thấy hợp lý, đọc. Thấy cái gì tu được, ráng lo tu. Còn ai đó cấm cản không cho, chuyện đó của họ. Còn với thầy Xuân là chấp nhận duy tuệ thị nghiệp. Quý vị mà có trí tuệ là sự nghiệp của quý vị. Cho nên cái gì có trí tuệ ráng lo học và đem áp dụng thực hành. Thấy được an lạc hạnh phúc ráng lo tu. Còn người ta nói đúng nói sai chuyện đó của người ta. Bạn không phải là tôi. Kết luận thứ hai, tất cả chúng ta rồi phải chết. Cho nên chúng ta còn sống với nhau, hãy nên tích công lũy đức. Đừng nên câu mâu, đừng nên thắc mắc tại sao. Cuộc đời này bỏ cái chữ tại sao đi thì chúng ta mới tự tại được. Bỏ cái chữ tại ở phía sau đi nha. Không có thắc mắc. Tôi tụng kinh, tôi giảng kinh, tôi đi khắp nơi, không có thắc mắc. Tôi dứt trừ cái thắc mắc. Để chi vậy? Để tôi cũng không có lý do. Tại sao ông này lùn, tại sao ông này cao? Okay. Tại sao người đẹp, tại sao người kia xấu? Nó là như thị rồi. Khi mình học kinh, mình hiểu được ý của Phật. Nếu Phật mà bị cố chấp dính mắc, Phật không có thuyết pháp được. Thuyết pháp đâu dính đó. Cho nên tất cả chúng ta đem cái tâm hoan hỷ mà đến chùa. Nếu đến chùa vui thì mình đặt đâu mình ngồi đó. Mình vô mình ngồi chỗ này, cái ban tổ chức mời mình qua chỗ kia thì cứ vui vẻ mỉm cười đi qua chỗ kia. Mình vừa đặt xuống mình ngồi cái mời mình đi chỗ khác.
mình cũng văn hệ vui vẻ đi chỗ khác. Đến một lúc nào đó thầy ổng đang giảng mà nó vẫn mời mình đi thì mình vẫn cứ hoan hỷ, chứ không phải mới mời chị hoan hỷ, chị nhích xuống đây giùm em miếng tôi về à, chùa đâu. Mình tưởng người ta dành chỗ với mình, nhưng bản thân của mình rất là khó chịu. Bản thân của mình chỉ cần ai nói tới là mình nổi bồ đề gai. Không cần, hoan hỷ hết mọi việc mà ta không vướng mắc như vậy thì chúng ta có được cái tuổi thọ kéo dài, chúng ta có được cái niềm vui nhịn lớn hơn, chúng ta có được cái hạnh phúc vô lượng. Và cái điều cuối cùng đối với tôi là duyên thôi. Tôi đến cuộc đời này là vì duyên. Tôi có cái duyên đến với chùa. Trước đây tôi có giảng lớp sơ cấp ở đây trong hầu như là 2009, 2010, 2009, 2010, 2011 gì đó, mấy năm đó, tôi quên rồi, mới có mười mấy năm, quên. Thì hồi đó tôi dạy sơ cấp ở đây, xong rồi cho đến giờ này, bật qua một thời gian cũng khá dài, công tác Phật sự nhiều, rồi lại không có duyên. Thế thì ngày nay có duyên để quay trở lại. Nhưng mà nơi đây là nơi tôi mang cái ơn, từ năm 2000, tôi đã có cái ơn tại chùa này. Tôi đi học khoa học xã hội nhân văn, tôi phải chạy đạp xe đạp về tới quận 9, chùa Thiên Minh quận 9. Lúc đó tôi vẫn còn ở đó. Đầu năm 2000 tôi thường ghé đây ăn cơm. Dầu rằng quý cô không ai biết tôi. Tôi là một tăng sinh trẻ ghé đây ăn cơm, mà nói hầu đó trẻ chứ già hơn bây giờ. Vừa ốm vừa đen vừa xấu mà nhiều chuyện nữa. Cho nên cách đây 23 năm thì tôi có ghé đây ăn cơm. Và đây là cái chỗ ơn của tôi. Trong kinh á, Đức Phật dạy nơi nào có duyên với ta, nơi đó chúng ta lại có mặt. Cho nên là khi tôi gặp một huynh đệ, nó nói một cái câu, tự nhiên nói xong cái tôi nhớ liền. Nó nói gặp nhau không phải tình cờ, từ vô lượng kiếp ta chờ gặp nhau. Rồi, MC có nói gì nữa không? A Di Đà Phật, sẽ kính mời đạo tràng mình cùng đứng lên mình tạ pháp với quý thầy à. Dạ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, cung kính ngưỡng bái bạch thượng tọa giảng sư. Quả là niềm phước báo vô biên cho đạo tràng phước viên chúng con sáng hôm nay đã được thành kính cung đón bước chân an lạc của thượng tọa giảng sư quang lâm để ban bố pháp thoại cho chúng con nhân khóa tu ngày an lạc. Chúng con dẫu biết rằng mặc dù bận rất nhiều phật sự của giáo hội, nhưng thượng tọa cũng đã bất từ bi nguyện tiếp nhận hậu lai báo Phật ân đức để dành thời gian quý báu thân lâm về đạo tràng tu học của chúng con lạy Phật để tuyên dương chánh pháp. Thượng tọa đã vận dụng tuệ tri Phật pháp, pháp Phật để khai tâm mở trí cho chúng con. Sự hiện diện của thượng tọa vừa là niềm động viên khích lệ tinh thần tu học của chúng con, vừa là động lực giúp cho chúng con ngày càng tinh tấn hơn. Chúng con cung kính cúi đầu đảnh lễ niệm ơn thượng tọa và xin ghi nhớ những lời pháp nhũ này để làm hành trang tiếp bước trên con đường hộ đạo và tìm đời sống an lạc trong chánh pháp của Như Lai. Chúng con thành kính nguyện cầu hồng ân tam bảo gia hộ cho thượng tọa giảng sư luôn được tứ đại điều hòa, phước trí nhị nghiêm, đạo thọ biên trường, thế thọ tăng long, và luôn là tàng cây, là bóng cả để che chở và hướng dẫn cho hàng hậu học chúng con trên bước đường tu nhân học Phật. Đạo tràng chúng con có chút lễ phẩm gửi trọn niềm tri ân tôn kính, xin kính gửi cúng dường tam bảo, tu viện linh thú và ngưỡng mong thượng tọa từ bi nạp thọ cho chúng con được ân chiêm công đức. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. A Di Đà Phật. Tài pháp hai món thí bình đẳng không sai khác, bố thí ba la mật là đầy đủ tràn trề. Với tâm nguyện của người cúng Phật cúng bằng tâm ba la mật, xin hồi hướng về vô thượng Bồ Đề, cầu nguyện phước lành này cho người phát tâm cúng dường, tăng phúc tăng thọ, người hiện tiền
Bồ đề kiên cố, sở nguyện sở cầu được thành tựu. Cửu quyền thất tổ đã quá vãng, nương nhờ công đức này mà nghiệp chướng tiêu trừ, vãng sanh Tây phương Cực Lạc quốc. Lễ nghi như pháp như luật, với tâm thành kính, quý vị hướng về ba ngôi Tam Bảo khắp mười phương cúng dường Tam Bảo, hoan hỷ chứng minh cho. Nam mô Chứng Minh Sư Bồ Tát Ma Ha Tát Tát Đại Chứng Minh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính bái bạch Thượng Tọa Giảng Sư. Kính thưa toàn thể đạo tràng. Thì hơn một tiếng rưỡi đồng hồ qua, quý Phật tử đã đón nhận những cái dòng sữa pháp mà Thượng Tọa đã chia sẻ. Chúng con thiết nghĩ rằng biển pháp thì mênh mông, không thể nào nói cho hết được. Nhưng những gì mà Thượng Tọa đã chia sẻ trong bài pháp thoại ngày hôm nay, đó là những cái lời vàng ý ngọc mà quý Phật tử luôn lấy đó làm hành trang, làm kim chỉ nam trên bước đường tu học. Quý Phật tử luôn phát nguyện, nỗ lực, tinh tấn tu tập để đạt đến con đường giác ngộ. Đài lao cho ni trưởng trụ trì, đại diện quý Phật tử, chúng con xin thành kính tri ân, niệm ân đến Thượng Tọa rất là nhiều. Mặc dầu Phật sự thì rất là đa đoan, đường xá thì cũng rất là xa xôi, nhưng đã đáp lại lời thỉnh cầu của đạo tràng chúng con, mà Thượng Tọa đã thương tưởng, quan tâm và dành cái thời gian quý báu của mình mà về tại đạo tràng của chúng con để chia sẻ pháp thoại. Những cái thâm tình ấy, chúng con không biết lấy chi đền đáp cho cân. Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Thượng Tọa pháp thể khinh an, tuệ đăng thường chiếu, Phật sự viên thành. Và trong lúc cung đón không sao tránh khỏi những sai sót, chúng con kính mong Thượng Tọa Giảng Sư từ bi hoan hỷ bỏ qua cho. Vào giờ phút này, chúng con xin cùng thỉnh Thượng Tọa khởi thân hồi hướng. Nam mô A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chúng con xin cung thỉnh Thượng Tọa ở lại vị trí để đạo tràng chúng con xin chụp hình. A Di Đà Phật.